Quỷ Cốc Tử nhân vật thần bí nhất lịch sử Trung Hoa là ai? Quỷ Cốc Tử tên là Vương Thiền, tự Hủ, đạo hiệu là Quỷ Cốc. Người thế gian gọi ông là Quỷ Cốc Tử và Vương Thiền Tổ Sư. Tên của Quỷ Cốc Tử là có nguồn gốc từ nơi sinh của ông là ở núi Quy Cốc, tỉnh Hà Nam. Nhưng không hiểu có phải do an bài hay ngẫu nhiên mà cái tên này lại khiến cho Quỷ Cốc Tử vốn đã thần bí thoát ẩn thoát hiện lại càng thêm sắc thái thần bí. Ông là sư phụ của nhiều đệ tử tài giỏi xuất chúng như Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tẫn, Bàng Quyên, cho nên thế nhân nhiều đời đều ca ngợi ông là bậc kỳ tài. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!